chúng ta đã thấy Đảng thể hiện rất rõ những cái gì mà đã đưa vào nghị quyết thì đều được thi hành một cách rất là nghiêm túc. Chỉ có cái là như dân gian chúng ta nói hoặc là chúng ta thường nghe đấy, trên nóng dưới lạnh. Cái chỗ nào lạnh thì là cứ việc chúng ta cứ phải tập trung vào đấy làm cho nó nóng lên. Đó cũng là cái phương pháp đấu tranh đấy. Trên tinh thần đó, chúng ta không phải nể nang bất cứ một kẻ nào cả, dù nó đã làm hoặc đang làm to làm tiếc nhưng mà có cái biểu hiện của cái tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nhất là lại là có cái tư tưởng muốn phủ nhận lập trường quan điểm tư tưởng của Đảng và Bác Hồ thì chúng ta càng phải mạnh dạn chỉ mặt, chỉ tận tên. Đó cũng là góp phần để cho các cơ quan chức năng, để cho Đảng biết rằng trong hàng ngũ của mình còn có những kẻ nó như vậy đấy. Ăn cơm dân mặc áo Đảng nhưng mà lại nói những lời không khác thì những lời của những kẻ xâm lược, không khác thì những lời của những kẻ làm tay sai cho bọn xâm lược. Vâng, như mọi người đều biết thì lịch sử của chúng ta là chính là những cái tấm gương để chúng ta soi vào, qua cái đó chúng ta biết phát huy những cái gì, biết hạn chế những cái gì, biết cái nào đúng cái là sai. Lịch sử cho chúng ta biết được cái truyền thống oai hùng của dân tộc và cũng cho ta biết trong cái khối đại đoàn kết, trong một cái dân tộc oai hùng như thế vẫn có những cái kẻ hèn nhát, có những kẻ vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng bán rẻ cả lương tâm, bán cả tổ quốc, bán cả đất nước cho quân xâm lược. Chính nhờ lịch sử ghi chép lại mà chúng ta biết được như thế. Thì cũng trong lịch sử cũng cho chúng ta biết, mọi người đều biết rằng những năm cuối của cái cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, thì thực dân Pháp đã lập nên cái cứ điểm Điện Biên Phủ. Mọi người đều biết rất rõ được cái mục đích của chúng nó lập ra cái cứ điểm Điện Biên Phủ này. Để một là để mà trấn giữ cái vùng Tây Bắc của Việt Nam, nối liền với lại nước bạn Lào, là một cái địa bàn rất là quan trọng. Vâng, Trần ơi xin ngắt ngang, mọi cái sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì chúng ta thấy, chút nữa Trần ơi sẽ nói hết thì mọi người sẽ hiểu rõ cái phép so sánh của nhà ngơ là có cái cơ sở chứ không phải không. Thì xin được nói lại, cái căn cứ điểm Điện Biên Phủ không chỉ là nơi trú chân, là nơi để mà thực dân Pháp nó kiểm soát một cái địa bàn rộng lớn là vùng Tây Bắc của Việt Nam, với lại một cái vùng rất rộng lớn là cái vùng Siêng Khoảng của Lào đó. Hai mục tiêu nữa là nó muốn thu hút lực lượng của chúng ta, thu hút lực lượng của chúng ta đến đó để mà chúng nó bằng những cái vũ khí mạnh, bằng những cái phương tiện chiến tranh, chúng nó sẽ làm tiêu hao lực lượng của chúng ta. Đấy là cái mục đích chính. Và đến thời Mỹ cũng thế. Những căn cứ Khe Xanh cũng giống như là một Điện Biên Phủ thứ hai, vừa là để cản bước chân của những con em đất Việt xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, và đồng thời cũng không khỏi là không có những cái ý đồ là nó thu hút lực lượng của chúng ta tới để chúng nó dễ bề dùng những hỏa lực mạnh khác để tiêu diệt. Và chúng ta xem xét lại ở trong hiện tại đất nước Việt Nam chúng ta, cái lô cốt mà ông tướng Tôn Vinh giặc, Trần Ngư cũng cho rằng nó cũng không khác gì những cứ điểm Điện Biên Phủ và cứ điểm Khe Xanh. Một phần là đây là nơi trụ lại của những kẻ lật sử, của những kẻ xuyên tạc lịch sử. Nó đã xây dựng thành một lô cốt, và cứ ai mà động vào đó là chúng nó sẽ mượn cái danh là tướng quân của quân đội nhân dân Việt Nam, hay là người của quân đội nhân dân Việt Nam, là người của Lão Thành. Tuy rằng cái phép so sánh này nó cũng hơi khập khiễng, nhưng mà xét về mặt nguyên lý, Trần Ngư cho rằng nó cũng không có gì là xa lạ cả. Nó cũng không có cái gì cả. Đây là một cái chiến thuật, nó vừa bảo vệ cái mục tiêu của nó, đồng thời nó cũng phát hiện ra được những cái lực lượng muốn tiến công vào đó. Thì đây là cái chiêu bài mà Trần Ngư thấy rằng, tuy rằng nó hơi khập khiễng, nó khập khiễng, nhưng mà Trần Ngư thấy rằng nó cũng có một cái nét rất là giống nhau như thế. Và thực tế chúng ta thấy bao nhiêu năm nay những bài báo phản động đó như một sự trêu ngươi, như một sự thách thức,
những người dân yêu nước, thậm chí là thách thức cả các cơ quan pháp luật, thách thức cả quân đội nhân dân Việt Nam. Chẳng người cho rằng nếu quân đội nhân dân Việt Nam không xử lý được cái này thì đây là vết nhơ của quân đội nhân dân Việt Nam này. Chúng ta cứ phải nói thẳng, nói thật. Bởi vì quân đội vì nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Thế nhưng bây giờ lại tôn vinh những kẻ bắn giết nhân dân, bắn giết đồng bào. Bài hát truyền thống của chúng ta, bài Vì Nhân Dân của nhạc sĩ Doãn Quang Khải đấy, nó nói lên hết cái bản chất của quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời nó cũng giống như là những cái lời mà nhắc nhở những cái chiến sĩ của chúng ta phải làm đúng. Thực sự là con của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Thề noi gương Bác Hồ. Thế mà đây là muốn phủ nhận tư tưởng của Đảng và Bác Hồ. Cho nên Trần Ngơ hôm nay cứ nói thẳng, nói thật. Trần Ngơ cái quan điểm của Trần Ngơ nói hết, nói xong dù chết cũng được mà. Đây là vết nhơ trong lịch sử của quân đội. Có một tướng là đi tôn vinh giặc, không những thế mà lại còn ngoan cố, lại xuyên tạc cả những cái tinh thần yêu nước của Đảng và Bác Hồ, xuyên tạc đủ mọi thứ. Ở đó Trần Ngơ đã có một cái bài viết ngắn quan điểm của tôi đấy. Trần Ngơ cho rằng cái tư tưởng tôn vinh giặc là cái tư tưởng vô liêm sỉ bậc nhất, khốn nạn bậc nhất, bỉ ổi nhất, tận cùng của cái sự thối tha. Bởi vì trong nội hàm của nó chứa rất nhiều cái sự bỉ ổi, vừa phản bội lại lập trường quan điểm, nơi đã đào tạo, đã giúp cho trưởng thành, bây giờ quay lại phản bội. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, mượn câu nói của Bác Hồ để khoác lên người những kẻ bán nước, những kẻ làm tay sai cho giặc, trong khi nhiệm vụ của chúng nó thì toàn quân toàn dân đều hiểu là chúng nó lãnh lương của Mỹ, làm theo lệnh của Mỹ, chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, biến miền Nam của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Vậy mà ông ấy cố tình cào bằng. Cho nên Trần Ngơ đưa ra cái gọi là cái Điện Biên Phủ và cái Khe Xanh ấy, nó cũng không khác gì, nếu về mặt nguyên lý thì nó không khác gì bây giờ là cái lô cốt coi như là tôn vinh giặc đang được củng cố, ngày mà củng cố hơn. Cho nên những cái buổi phỏng vấn của thằng Nguyễn Văn Minh đối với Nguyễn Quốc Thước cũng chỉ là nó làm cho cái lô cốt thêm vững hơn để được phong tặng danh hiệu anh hùng. Và bây giờ lại nói năng thì cũng không phù hợp với lại một cái buổi kỷ niệm sinh nhật của người anh cả quân đội nhân dân Việt Nam. Tại sao lại có những kẻ lại coi như là tung hô ông lên cho ông ấy là anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam? Cho nên đây là một trong những cái hiện tượng mà từ trước đến nay chúng ta chưa hề thấy. Mà chẳng biết là ông Thước với lại những người thuộc cấp hay những gì, tôi có cảm thấy buồn hay không. Cứ nhắc đến ông Thước cái là sư luận sôi lên sùng sục. Trong khi ở nước Việt Nam này, từ xưa đến nay những cái đợt phong anh hùng, những cái đợt mà tôn vinh những người có công, người dân còn vui mừng, còn chúc mừng, còn chúc tụng. Riêng trường hợp của ông Thước thì lại gây lên sự bức xúc. Bởi vì sao? Bởi vì ông ấy là kẻ tôn vinh giặc, nó rõ mười mươi rồi, không thể chối cãi được. Nói một cái chuyện mà thằng Nguyễn Văn Minh ấy, trong cái đợt này thôi mà là không thấy nó viết bài là đủ biết là chắc nó cũng sợ ông Nguyễn Quốc Thước này rồi. Nó đã từng tự hào, nó đã từng tự tin, tự mãn nói rằng sau cái vụ mà ông Thước trả lời là bị báo nhét chữ là nó sẽ duy trì kỷ cương phép nước, sẽ khóa bóm từng đứa một. Nhưng mà chúng ta thấy đấy, cuối năm ngoái cũng sôi lên sùng sục và bây giờ cũng sôi lên sùng sục bởi những bài phát biểu của ông Thước. Đây là Điện Biên Phủ, là Khe Xanh trong mặt trận đấu tranh chống diễn biến hòa bình. Đó là suy nghĩ của là Trần Ngơ. Nó không khác gì Điện Biên Phủ thời Pháp, Khe Xanh thời kháng chiến chống Mỹ. Và bây giờ đây là Điện Biên Phủ trên mặt trận đấu tranh chống diễn biến hòa bình. Nhưng mà theo tinh thần yêu nước người Việt Nam, không, chúng ta quyết không sợ. Bởi vì chúng tôi ý thức được cuộc sống này rất đảm bảo, tương lai cũng đang chờ đón chúng ta.
bài học trên thế giới cũng đã cho chúng ta biết rồi. Diễn biến hòa bình đi đến đâu là đó, tan nát đến đó, lòng dân ly tán, anh em trở thành thù. Một khi chúng ta đã xác định được đúng cái mục tiêu, chúng ta tìm ra nguyên nhân, ra những cái này khác, thì chúng ta sẽ có những cái phương án thích hợp để đối phó. Đây cũng chính là đảng, đây cũng chính là quân đội dạy cho Trần Ngơ, dạy cho những cái ấy đấy. Khi mà đã xác định đúng mục tiêu thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp phù hợp để đối phó với những cái âm mưu, những cái thủ đoạn. Có thể là có nhiều anh chị sẽ không đồng tình với Trần Ngơ, nhưng mà theo cái quan điểm của Trần Ngơ thì cái hiện tượng ông Nguyễn Quốc Thước này đang được những cái ông, những bà không hiểu là vì cái lý do gì cố tình xây dựng thành một cái căn cứ điểm để từ đó đưa ra những cái lời đe dọa, những lời dọa mạt là chúng mày đang đánh tướng, chúng mày đang đánh quân đội, chúng mày đang chống lại nghị quyết của nhà nước. Tôi xin nói lại, công ra công, tội ra tội. Chúng tôi tôn trọng những cái gì đảng đã trao tặng cho ông ấy. Thế nhưng mà với cái tinh thần trách nhiệm của một người đảng viên, và hơn nữa vì sự cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, không thể có một người mặc quân phục, đeo đầy huân huy chương mà lại đi tôn vinh những kẻ đã từng bắn giết đồng đội của mình. Và tin như tin rằng những cái cán bộ dưới quyền của ông cũng đã nhiều người ngã xuống dưới những làn đạn của những kẻ tay sai bán nước này. Không chỉ ông ấy tôn vinh 74 tên lính ở ngoài Hoàng Sa đâu, ông nói việc đưa những chiến hạm ra đó là việc làm chính nghĩa, cần ghi nhận. Vâng, cảm ơn Biển Xanh nha, có một câu còm động viên. Vâng, rất cảm ơn Biển Xanh, có một câu không biết Biển Xanh là ai, là chết là chết, làm sao, đúng vậy. Không, nhưng mình phải xác định, nhiều khi chúng nó đang nhiều kẻ biến chất thoái hóa, nhưng mà trong tay chúng nó vẫn còn có những cái quyền lực, nó vẫn có thể sai khiến được người nọ người kia, cho nên là nhiều cái nó rình rập lắm, mình phải xác định trước thì là nó mới vững vàng được. Chứ nếu mình cứ hy vọng là có cơ quan chức năng, có đảng bảo vệ, nhưng thực tế đó, tại sao chúng tôi lại bị mời lên? Nhưng mà Trần Ngơ vẫn nói rằng không có một cái tổ chức đảng chân chính nào, không có một cái cơ quan chân chính nào lại xử lý những cái thằng đang ngày đêm bảo vệ đảng, bảo vệ là chế độ cả. Đó chỉ là những cá nhân, hoặc là nể nang, hoặc là chính họ cũng đã bị dẫn dắt bởi những cái thông tin sai sự thật, cho nên họ mới triệu tập hoặc mời, là mời lên. Trần Ngơ chưa khi nào bị triệu tập cả, đều là thư mời. Vâng, chào Biển Xanh, chào Nhãn Lồng Hưng Yên, chào tất cả các anh, các chị và các bạn. Hôm nay giấc mùng 1 Tết cho nên là còn đang đi chơi nhiều. Chào An Khánh, người bạn rất là thân thiết. Chào Văn Quyến, không biết là Quyến cầu thủ hay là ai đây. Chào Nguyễn Tài nha. Vâng, nói tóm lại là như thế đấy. Khi mà chúng ta đã xác định được đây là một cái căn cứ, chúng ta đã từng xong trận Điện Biên Phủ thì cục diện nó đã thay đổi một cách rõ ràng, rất có lợi cho cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của chúng ta. Và sau Khe Xanh cũng thế, cái tinh thần chiến đấu của quân địch nó bị rệu rã, và sức mạnh của quân của chúng ta cũng được nâng lên. Thì Trần Ngơ cho rằng cái Điện Biên Phủ trên mặt trận chống Diễn Biến Hòa Bình này cũng vậy. Một khi chúng ta chưa vượt qua được cái này thì còn xa vời tới ngày thắng lợi lắm. Bởi vì đây là cái lô cốt, nơi tập trung hỏa lực của những thế lực diễn biến hòa bình, của những kẻ suy thoái biến chất. Trần Ngơ nói thẳng ra là nơi tập trung, bởi vì một con người không bị suy thoái, không bị biến chất, không bị tự diễn biến thì không khi nào ủng hộ
hoặc là tôn vinh, tìm cách làm đẹp cho cái ông tướng tôn vinh giặc cả. Cho nên chẳng hơi xác định đây chính là một cái quyết chiến điểm. Cái lô cốt đầu cầu là một Điện Biên Phủ, là một khe xanh trên mặt trận đấu tranh chống Điện Biên hòa bình. Phải xác định như thế để chúng ta quyết tâm vượt qua